khóa xe đi Hiếu ơi. Bây giờ đâu? Xe không? Đi bộ một vòng kia là đến rồi, thể dục thể thao đi. Phải đi về đi tắt. Ok. Đây đường tắt được à? Đường tắt này à? Đây, anh em đi đường tắt đi. Nhá. Yeah. Đường tắt chắc đi được. Thấy có như nào thì đi như vậy thôi. Wow. Cả nhà theo chân anh em mình đi vào chia sẻ một câu chuyện kỳ lạ nhé. Phải nói đặc biệt đi. Mẹ nó à? Hôm nay thì tiếp tục series, anh em mình sẽ đi chia sẻ một em bé. Em bé có bàn chân kỳ lạ, có đôi bàn chân rất kỳ lạ. Đó là hình độc lạ Hà Giang. Bao nhiêu tuổi rồi anh Đông? Anh không nhớ đâu. À, đi. Anh Đông vào trước đi, bọn em không quen đấy. Đây 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 đúng không? Nhà người Mông thế thôi anh ạ. Đây bây giờ ra ngoài này nhỉ. Ôi, nhìn chim mua từ đám sai. Đây cái bìm của bé này. Quét ra chỗ khác đã. Là bố mẹ thì không có ở nhà rồi. Bây giờ thì nhờ anh Đông chia sẻ đi. Anh tí nữa thằng anh lớn này nó nói được. Đang mặc quần. Đây là bé này à? Không. Đâu, thằng anh lớn đang mặc quần. Đây là em thứ hai đúng không? Có nhờ tao tu tỉ ó là? Tu. Có tu tỉ ó là? Là là. Còn lúc trẻ nhỏ đi giờ. Giờ. Ôi trời ơi, mua tao xong rồi là. Tú nè. Chị bao, có mua chị tao mua cả tao tao. Chị chung. Na chị lo, na chị lo. Na chị ấy lo biết sao thế. Kia, honey, có cho con này chị cho. Honey nè, honey. Ồ, nhà là sinh hoạt ở ngoài này hết à? Nha. Mời anh em ngồi. Vâng. Mời anh em... Ui ôi. Chân đấy. Nhà lúc ngồi đấy em quay mới được ạ. Lúc ngồi cửa này thì ánh sáng em quay lắm. Đây này, nè, qua xa đây. Mình ngồi ngoài này, cắt giả quay phim ngồi ngoài này. Đấy. Giỏi đấy. Đấy, ngồi đấy bắt đầu là nó mới đầu kia. Xem nào. Xem các bạn nào. Nào, nắm rồi, nó giỏi đi. Đấy, phải cho thằng cu con nó. Rồi rồi, ok anh. Đây. Bố mẹ đâu hết rồi? Bố mẹ của em đi đâu rồi? Mẹ tí mua cho ta à? Mẹ đã có cử. Ơ, chị mua gần đó là? Cô đi ở cửa thịt cho là? Thịt lâu là? Thịt lâu còn chưa biết là tiếng Phật. Thịt lâu là chịp mâu, chịp bao lùi cái gì? Tôi là mẹ dê nè. Hôm nay thì cháu Tuyên và anh Tâm Giác Mạch với lại anh Thảo nữa, cả anh Đông nữa đến thăm gia đình bạn nhỏ này này. Nhân vật chính này quý khán giả. Nhân vật chính thì như lời đầu video anh em mình giới thiệu là bị chân, cả hai bàn chân giống như kiểu hình bố đinh. Bố đinh ấy. Đây là ba anh em hả? Hả? Đây, phê tụi cái tí là? Chơi gió? Chơi là ớt tụi mình xài. Ớt tụi mình xài mỗi từ? Mỗi từ là? Chị tụi mình mỗi từ là? Ờ. Là có 5 anh chị em. 5 anh chị em. Thì bạn này là bạn nam cả, còn chị cả nữa là đi theo bố mẹ đi lên nương để đi mua, đi hộ họ, chắc là đổi còn công gì đấy. Đứa thứ hai thì mất rồi. Ốp, mất một bé rồi à? Một bé gái mất rồi.
Còn đây là đây em là ô tỷ tỷ trâu. Tỷ trâu. Tỷ cho cái tỷ nè. Ôi ô. Tỷ 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 giá tỷ tỷ là. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ ô ha từ. Tỷ ô. Tua. Tỷ tỷ bé một tài bao cờ. Ôi ừ, thế còn bé hơn bạn này còn đi lấy ngô rồi. Chắc thì cho mẹ lên đường thôi. Lên đường thôi. Nghĩa là bạn này là bạn cả. Ông bé đi chưa? Ốt tè, ốt tè, ốt tè, ốt sài tè. Ốt tè tè, sơ sinh. Kiến sinh nhá. Một thôi xong. Các bạn mua xin. Các bạn này thì đi chơi đi. Không phải việc của các bạn. Này đi, đi chơi đã nhá. Chính chú Hiệp phát kẹo xong. Đi anh tiên tiếp tục phỏng vấn đi để tìm hiểu một tí về các bé. Đi nỉa trí này. Ở trí này ở trí tiếp để bốc quần áo luôn nè. Sơ sinh. Cháu cảm ơn bạn chú này thì học mà đang học lớp 4. Đang học lớp 4. Phải nói tiếng phổ thông nhiều vào nhá. Không nói được. Nói được một vài câu thôi. Hỏi không trả lời được. Đến tên của mình thì chưa giới thiệu được. Tả. Có. Sao nào, tu tí bên lúc bên ly trà. Hờ. Bà này. Tí ho. Lúa. Lúa. Tu ni. Mì. Ờ, tu minh sai là. Tu ni tu minh sai là. Tu 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 tu. Tu sai là tu. Tu ni là. Mì là sai. Đây là út à. Hai gái, hai trai. Đây là con gái hả? Con gái. Một bạn gái nữa là mất rồi nhỉ. Tổng là có 5 anh chị em. Hôm nay thì anh em mình đến thì cũng khá là tiếc vì không gặp được bố mẹ để hỏi xem là như thế nào. Đấy, bây giờ anh em mình mới gặp trực tiếp là bạn Mỹ, là bạn này chắc cũng được hơn tuổi rồi nhỉ. Tao ít sống tàu mà. Ui ồ. Bà hơn 3 tuổi đấy. Sao bé thế? Tay bé tí đấy. Gặp là đã suy dinh dưỡng nặng rồi mà. Mẹ tao sao chị bác? Mấy tháng đã suy dinh dưỡng từ bụng mẹ. Tao chị tao bao là? Sao chị tao mù tao chị tao. Gà chứ là. Gà chứ. Ui sao lạnh thế nhỉ? Đấy. Chân bé không tiếp xúc ấy, không di chuyển nhiều ấy. Ồ nhìn con đàn đê, con đàn đê này chưa? À, mà này anh vừa tắm cho. Đây. Ui giời, thằng nào ướt át thế. Vừa tắm cho. Đi lấy một cái khăn về đây. Để lau em, lau cho em nhé. Ướt này ốm đấy. Bạn này trong mùa, trong mùa. Được, còn bu ra. Hả? Cua hò. Vô lúc cua hò. Không phải đâu. Bu ra. Khác thường, khác. Nói chung là nhìn cái hình hài của bé thì cũng có một phần gọi là thể trạng nó khác với những đứa còn lại. Các bác cũng có thể nhìn thấy là bạn này này ngồi cạnh nhau thì cái hình hài nhìn nó khác hoàn toàn nhau. Trong khi đó nhìn chân người anh thì nhìn đại khái là người mà lành lặn và không bị sao thì nhìn cái cơ thể nó cũng khác hoàn toàn nhau. Bé thì nhìn có vẻ là ui, chị cho. Ở đoạn dưới nó đầy khuôn này, đầy khuôn khuôn. Đoạn trên thì là teo teo kiểu như thế, nhìn nó không cân đối. Thì lúc khán giả ở tàu là cái đầu, nhìn là cái đầu thì nó dẹp cái, dẹp. Cái hình hài cái đầu nó đây. Có một chút gì đó. Bạn này rất là đẹp trai, khôi ngô nhá. Rất là đặc biệt, khán giả tới tàu. Di chuyển hay sao ấy. Không di chuyển đâu, bố mẹ không sao đâu. Có thể là bố mẹ không trao, nhưng ông bà có liên quan đến những người trước ấy. Vào thời tiết ăn uống như thế này. Đây này. Lúc ăn uống mà khi mà người phụ nữ người ta có bầu mà ta bị cảm sốt mà không biết uống thuốc. Là nó sẽ bị dị dạng đúng không? Đúng, thai nhi sẽ bị ảnh hưởng. Lúc mà uống nhầm thuốc này. Nhiều gia đình thì thứ nhất là không nhận thức được cái vấn đề cậu này cậu thời điểm mang thai. Cái thứ hai nữa là nhiều gia đình thì lại thức ăn với lại rất nhiều những cái chất dinh dưỡng trong thời kỳ mang thai không biết cách để bản thân. Và thứ ba nữa là do cái kinh tế gia đình của họ ở trên vùng cao á, cũng gặp rất là nhiều trở ngại và khó khăn. Trời ơi, anh là ông ở nhà là suốt ngày là cứ chăm em thôi đúng không? Giúp em tắm rửa rồi là dọn dẹp các thứ cho em. Thế là anh không đi làm à? Trông hai đứa em là cũng vất vả đấy. Ở nhà mà đấy các bác. Em Hầu thì năm nay mới học lớp 4 thôi, nghĩa là khoảng làm anh cả thì làm cha làm mẹ 12 tuổi đang học lớp 4 rồi. Học chú vậy sao? Năm nào? Năm nào? Năm nào rồi anh? Vẫn là chưa đúng tuổi. Xem nào. Đi cùng anh em nhiều.
Thế là con học lớp 5, 12 tuổi, 12 tuổi nhưng lớp 6 chứ. Không, tức là học chậm. Này mình đi chậm. Gì đấy? Khăn. Gì? Cái này yếm thôi mà. Lớp 16, 12 lau tuổi tóc là cho cháu. Bây giờ bước vào tuổi 13 là phải lớp 7 rồi. Tóc ướt đấy, quá. Bằng cô em rồi. Đấy, sinh năm 2012. À, ta hư hư là. Trời trước ơi. Mình lên làm nghĩ là bé gái thôi, à bé trai thôi. Vì đọc đấy là mập mạp hơn bây giờ. Bây giờ gầy đi nhiều rồi đấy. Đây mọi người, nhân vật chính thì cũng đây rồi. Đi được luôn. Đi ra đi bò rất này có bò đi. À, vẫn bò được rồi. Em có biết nói không? Có. Biết nói luôn đấy. Vẫn nói lại nói chuyện các thứ bình thường. Ê, nói thì nó. Như thầy cá chị cá nó thì nó hôm nay cá chị cá à nó chính là nuôi hay thì nó á à? Thì không dám mà nói bởi vì trẻ thì trên vùng cao là ít tiếp xúc với người ngoài sợ đó là những nhát các bạn cũng rụt rè về cái giao tiếp cái khác dân tộc khác thì khi mà mình đến thì họ bị bất ngờ nữa. Thả lớp mình lên ly là đèn tao nào. Đây có xương nhé. Chết tơ, thảo mê, cái giải rất nhìn là lo ha, mò thế. Thảo mê, thảo dù lo, cái giải rất nhìn là bẩm sinh rồi. Bẩm sinh. Thật ra là không có không có điều kiện để mà đi chụp chiếu ấy, không là trong quá trình mà đang sửa, đang bầu ấy là có thể biết được rồi. Đấy là sàng lọc trước sinh rồi. Đấy là khám sàng lọc trước. Nó sẽ dễ hơn nhưng mà đây thì điều kiện ăn thì không đủ thì làm sao đây. Mà cháu Hiệp ở đây thì thay mặt tất cả mọi người như ai tò mò nhé. Sờ thử cái gì bên này. Mềm. Cũng đều có xương. Như là gót chân là có xương đàng hoàng nhé. Đấy. Và bàn chân thì đây cái phần này là cái xương nó đây là khó mô tả. Tức nghĩa là cái phần mu này này. Cái phần mu của em bé cái phần này là xương lồi ra nhiều hơn. Nó như kiểu một cái hình tam giác. Đấy, nó là vòn vòn vào đây này đấy và rất là mềm. Phần này có xương và cũng rất là nhiều thịt và tất cả các cái chi của bàn chân này là phát triển bình thường nhé, không có gì bất thường đâu. Tuy nhiên thì đúng lần đầu tiên anh em mình thấy là một bé gái chắc là Việt Nam chắc là duy nhất rồi là có cái đôi bàn chân này đấy, cũng có thể đấy, đôi bàn chân là hình cái búa đinh. Đấy, mọi người tưởng tượng là cái này là đầu búa đinh này, còn cái trên này là cái xà cày để mình cạy đinh móc phát là ra bé mà cong chân lên là giống cái xà cày luôn rồi. Không biết là cái này là do gen di truyền chắc là gen truyền không phải, chắc là do một cái bệnh lý nào đó mà anh em mình trong tầm hiểu biết là chưa biết được. Các bác đã thấy ở đâu bao giờ các bác theo anh thì thứ nhất là về cái hình hài này anh nghĩ là khả năng cao là cũng do gen nữa. Một phần là do gen của thế hệ trước để lại, ví dụ như những cái đời khác ấy thì nhà, gen nó bị lặn đi, sau đấy đến đời con thì bắt đầu mới xem là nhà của anh làm sao không, từ lại gen. Cái này thì mình không thể giải thích được và khoa học thậm chí là cũng không thể nói trước được, có thể là nó lặn một thời gian qua mấy đời rồi thế hệ rồi đấy, mấy thế hệ cơ. Rất đáng yêu nhé, rất là đáng yêu mà. Tiếc rằng là bây giờ bé 3 tuổi thôi nhưng mà vẫn chưa biết đi, chỉ có thể bò thôi. Nói năng, chức năng nói năng bình thường, nghe bình thường nhưng mà chỉ có mỗi chức năng đi là bé chưa biết đi. Có thể là biết đi muộn hoặc là gia đình chưa có điều kiện tập cho bé đi. Hoặc là anh em mình không hy vọng rằng sau này bé không biết đi đâu nhé. Không, anh xin phép mà nói cho các em hiểu này. Anh là đông là người tham gia từ đầu. Tham gia là cô bé này là trước khi sinh ra được 3-4 tháng. Vâng. Thì lúc đó anh đến thì thật sự các em nghe là anh cảm thấy nó không phải là mình nói như nào để, nếu như anh mà nói một điều đó thì nó rất là ác cái mồm. Anh cảm giác cô bé này nó không phải là hình hài của đứa trẻ con. Mà lúc đó là khi mà anh đến đây là cái lồng ngực thì nó lên, cái mu bụng của nó cao lên, mà cái bàn tay này mấy cái xương này của nó anh nói thật thì có da mấy xương thôi. Cô bé này như kiểu xương gì khi sinh ra mà anh cảm tưởng như kiểu là ở đây người ta gọi là ví như kiểu sinh ra một con ma rừng. Đúng rồi, tất cả
những đứa con của người Mông ấy, thường thường là khi mà sinh đẻ ra hình hài nó không giống như người ấy, họ sẽ mặc định cho nó là một con ma, bởi vì họ lúc đấy là họ bắt đầu điên cuồng tìm các thầy cúng để cúng đủ các thể loại. Đấy nhá, các em nhìn chưa, hình dung cái đầu của cháu là nó đã khác cái đầu của mọi người rồi. Đấy, các bạn là nói tại vì chu là tí đấy. Đấy, lúc đó là ít, nó ít tóc nó mới sinh hơi tơ. Khoan nha, bây giờ để ý ném để ý lại một tí này, quả đầu cũng gần giống cái bú đinh nha. Đúng rồi, quả đầu khác này, quả đầu như này lẹp vào đây giữa đây xong rồi lại trồi ra này. Đấy, đằng sau này phình to này. Đây này. Lúc mà cái cổ sau này, cô bé này anh cảm thấy như kiểu là có dính một lời người gì đó thì mình xin em anh cảm giác lên hy vọng là câu chuyện của anh Lâm chỉ là một câu chuyện anh em nhận định thôi, nhận định chứ anh em mình cũng không có một cái gọi là cái chuẩn xác nào, anh em mình cũng nghĩ được xấu hay là và trong khi đó là anh cũng đã kêu gọi các mạnh thường quân cho cháu về đi, vì lúc đó là chúng anh chỉ là cô bé bị suy dưỡng thôi, vì mới sinh cô mấy tháng thì có là suy dưỡng thôi chứ còn chưa biết được cái đôi chân này. Nhưng mà đi khám cho về Hà Nội khám thì bác sĩ đã kết luận là cháu bị dị tật từ lúc vào trong bụng mẹ đó. Đấy, và có nghĩa là khi bác sĩ Hà Nội chuẩn đoán là cái đôi chân này là sau này không chữa được. Không sẽ mang cái hình hài này suốt cuộc đời, đưa về bệnh viện cũng không mổ hay cắt xương được đấy, không can thiệp được, vì là người ta nói là khi một người mẹ mà ở trên đây không may mà lúc mà có bầu ấy, mà bị cảm xúc không biết cú gì là thì nó sẽ ảnh hưởng đến con cái, hoặc là trên đây thì nhiều người cứ bầu là hức cận đấy, cận huyết nữa. Thứ hai là có nhiều cái nguyên nhân đó. Không ăn nữa. Mà bây giờ thì lúc đó bác sĩ trả lời với các anh là đôi chân này cháu sau này không chữa được vì nó là đã là dị tật từ bụng mẹ rồi. Chứ còn đâu là nói thẳng như để mà chữa là không có. Nghĩ như vậy. Sau này thế giới công nghệ cao can thiệp từ gì thì chưa biết. Hy vọng là tương lai thì bé sẽ cứu được đôi chân bé. Đúng rồi. Vì cái công nghệ càng ngày phát triển lên, khoa học phát triển lên thì các y bác sĩ sẽ giỏi lên, sẽ ấy được, chứ mình không thể nhận được là năm ngoái nó khác, nhưng sao năm nay công nghệ nó khác. Đó. Hy vọng là sẽ cho đấy, mọi người bây giờ nhìn nghiêng đầu bé đi, đấy thì nhìn đây này, đằng trước của bé lồi ra, đằng sau là một cái cu. Nói cho mọi người sờ vào mọi người biết cảm giác được. Bây giờ cháu có tóc rồi, nó phủ đi thì không phát hiện được đâu. Bản thân anh em mình đến đây mục đích là muốn chia sẻ đến cho quý khán giả và các bác xem về cái câu chuyện của bé có cái đôi chân kỳ lạ. Còn về sinh ra và lớn lên của các bé như thế nào anh em quyết định được. Còn đâu thì anh Đông là người đồng hành với bé từ lúc bé mới sinh ra cho đến khoảng mấy tháng đúng không? Là anh bắt đầu có tên để làm được bé và có những sự hỗ trợ giúp đỡ cho bé. Tuy nhiên thì khi mà anh Đông đưa đến bệnh viện Hà Nội và không thay đổi được, bác sĩ không thể can thiệp được như anh Đông đã nói. Hiện tại bây giờ và cho đến tương lai thì bé vẫn sẽ mang hình hài này suốt cuộc đời. Mà đây anh em mình chia sẻ tới phút này cũng hy vọng là các bác cũng chú nếu như mà đã nhìn thấy ở đâu đó, đã biết ở đâu có hoàn cảnh nào đó mà đã chữa được như thế này rồi thì các bác có thể tư vấn và góp ý cho anh em. Anh em mình cũng sẽ cố gắng, nếu như mà trong khả năng anh em mình làm được thì cố gắng làm sao để trao cho bé một đôi chân khác chẳng hạn, thế có thể thay đổi được cái đôi chân của bé chẳng hạn. Anh cũng xin phép ngắt lời một chút, nhờ tất cả các em đến đây để quay lên những thiết bị này. Biết đâu được có nhiều bác sĩ người ta cũng được ăn mặc với nước ngoài, các bạn cắt được cái chân như này rồi dài ra thì người ta sẽ kết nối với các em xem được những thiết bị của các em hiện tại lên để cho người ta ngồi người ta xem. Người ta sẽ liên lạc cho các em một viên ơi, hay là các em ơi, anh cái trường hợp ấy đã chữa rồi thì các em có khả năng là kết nối để đưa lên đó, khu vực đó. Chỉ cần bây giờ chỉ cần có thông tin là có người chữa được thôi, anh em mình sẽ cố gắng làm sao để di chuyển cháu, và kinh phí thì chắc chắn rồi, anh em mình sẽ kết hợp với nhau để kêu gọi và hỗ trợ cho bé hết mình. Còn chưa biết là sẽ hỗ trợ đến đâu, tuy nhiên thì anh em mình sẽ cố gắng trong khả năng của anh em mình. Hy vọng là chúng ta và các bác cô chú anh chị sẽ đồng hành cùng với tất cả anh em để có những sự hỗ trợ và đặc biệt kịp thời cho bé. Hiện tại bây giờ bé còn rất là nhỏ, có thể là sẽ chữa chạy nó cũng sẽ dễ hơn. Khi nào mà lớn lên rồi mà kiểu như là cái xương mà cái cơ thể nó phát triển đầy đủ rồi ấy, đến lúc đấy thì gần như là muốn thay đổi thì cũng hơi khó.
mấy cái ngón chân nó mọc không đều lắm. Thế hôm nay em mình đến chia sẻ cái đặc biệt đây là cái chân này các bác này. Thế như kiểu là cái xương nó bị rụt kéo về đằng sau cái chưa lại rỉa lên. Năm cái ngón chân thì ba ngón là bằng nhau, hai ngón là một ngón cái thấp này, ngón út là lại bị nhô cao lên như kiểu răng khểnh ấy, răng mấy răng khểnh mà răng mọc lung tung gọi là răng khểnh rồi này. Đấy, răng mọc lung tung, một ngón chân cũng mọc rất là lung tung. Cái này là anh nghĩ được là ngón chân này không có xương nhưng vẫn có bình thường nhé. Có mà. Có bình thường. Như này thì chắc chắn là tất cả các công ty giày là bó tay rồi, không bán giày được cho bé mình. Cái này phải thiết kế. Phải thiết kế riêng như kiểu của Ronaldo ấy. Còn dép thì vẫn đi được. Dép vẫn đi được. Đó. Mà đi bây giờ bé có đi đâu. Đấy. Thì quan trọng là bây giờ làm sao để cho bé đi được là vấn đề quan trọng. Hy vọng là bé sẽ biết đi. Và với những cái phân tích của anh Đông ấy thì mọi người rút ra đó là gì? Thứ nhất là với tất cả bà bầu mà đang trong cái thời kỳ thai nghén ấy, thai bầu bì ấy, thì hết sức là lưu ý. Có thể là một cái giả thuyết như anh nói, anh đã đi từng bệnh viện, anh cũng nghe bác sĩ phân tích là có thể trong quá trình mang thai là ốm đau gì đấy mà tự ý sử dụng thuốc không theo cái chỉ định của bác sĩ. Do vậy là có thể là một cái nguyên nhân ảnh hưởng tới cái dị tật này. Hoặc là thứ hai là hơi tâm linh một tí, bé có thể dính một cái lời nguyền hay một cái, hay là bé sinh ra mang một cái chức năng gì đấy đảm nhiệm cho cái thế giới của mình. Anh em mình không có cái ý đồ nào khác hay là phân biệt miệt thị các bé đâu, tuy nhiên mong rằng trong thời gian tới bé sẽ biết đi như bao bạn bè khác, và chắc chắn bé có hình hài như thế này thì chắc chắn tương lai bé sẽ có thể là cũng là một cái vĩ nhân nào đấy, đúng không? Có thể lắm chứ, đúng không? Không thể biết trước tương lai. Chắc chắn là học phải gặp kinh nghiệm chứ. Nói đi thì cũng phải nói lại. Tuy nhiên anh em mình cũng hy vọng là bé cũng phát triển và lớn lên như bao bạn bè khác, bởi vì ai cũng vậy thôi, mong muốn cuộc sống của mình bình thường, đặc biệt là với bà con nghèo vùng cao nữa. Không có nhiều sự thay đổi đâu. Theo anh thì kể cả như sau này bé có lớn lên thì chắc chắn là bé sẽ bị thiệt thòi rất là nhiều từ cái hình hài của bé, mà cái vấn đề mà anh em mình đang nhìn thấy ở ngay trước mắt đây là bé không thể đi lại được, thì chắc chắn lớn lên có những cái sự thiệt thòi nhất định đến với bé, thì hy vọng là bé có thể đi lại được và đi học và đi chơi như các bạn khác, có những cái tuổi thơ, có những cuộc sống như những cái trẻ khác. Chúc cho bé thật nhiều sức khỏe thôi. Anh em mình cũng chả dám nhận định là lời nguyền hay là bất cứ cái gì cả, có thể là nó liên quan đến cái gì đó thì anh em mình cũng chưa biết, nhưng mà đây là anh em mình suy luận thôi các bác nhé. Suy luận rất đáng yêu chứ. Cầm một cái đoạn đấy thích lắm, thì cầm cái đoạn chân của bé cả ba cậu gì xì luôn, nhưng mà không ai bị sao cả, hai cậu mỗi bạn này bị thôi. Bạn mà mất rồi kia có bị như này không? Không. Mất rồi cũng bình thường, nhưng mà tại sao lại mất em có biết không? Lúc mất thì em được bao nhiêu tuổi? Lúc em gái mất ấy? 6 tuổi. 6 tuổi à? 6 tuổi chưa biết được, nhớ được. Cáo Hiệp dám khẳng định rằng ở Việt Nam chưa có một bé nào có bàn chân bú đinh như thế này cả. Đây chắc chắn là trường hợp duy nhất mà tất cả các cái xưởng sản xuất giày từ chối bán hàng cho bé này. Trước khi kết thúc video thì anh em mình chúc bé luôn luôn là mạnh khỏe, phát triển như bình thường và sớm biết đi. Còn những bác nào mà như đã nói rồi, biết được một cái địa chỉ nào ngoài những cái bệnh viện lớn mà anh Đông đã đưa đi, mà biết được là có thể hỗ trợ chỉnh hình đấy, gọi là chỉnh hình. Còn cái gót này chắc là không can thiệp được đâu, bởi vì nó liên quan đến cái xương rồi. Cái xương nó thường mà chỉnh thì anh nghĩ là chắc là chỉnh từ cái khớp gối này xuống nhỉ, bởi vì là bây giờ nó xoay như này rồi mà chỉnh mình cũng không biết được à. Chỉnh cả cái ngón chân này nó để thế mà để mà thì các bác kết nối cho mình rất là khó. Cái khó thứ nhất nhé, bây giờ nếu cô bé này nó phải có một cái nhà hảo tâm, là có nghĩa là có những người ta nói là bây giờ người ta chỉ chúc đồng chí này thôi, để cho anh em, ví dụ như các em nhường quyền lại cho vậy, ví dụ cho em kia là em nhận đi, là để cho chữa, để đuổi. Vì cái này không phải là một phát mà đi chữa một phát mà xong được, đúng không? Nó sẽ có giai đoạn nhiều lúc mà đôi khi cái gân của lối gân 3 năm đi có lối gân thêm một lần. Ví dụ cái cứ lớn là lại phải thay đổi. Đúng rồi, 3 năm một lại phải thay đổi để đuổi. Thì cái tiền đó nó mới là đi xuất sắc được. Đấy, em đang nói là vấn đề là chi phí. Chi phí, tiền chân này nó rất là nhiều. Nó cực kỳ là nhiều.
trừ trường hợp bây giờ là có mạnh thường quân nào và có khán giả nào là người có kinh nghiệm và làm được nhất luôn là con nuôi thì có thể là chữa luôn cho cháu. Hy vọng là cũng qua thước phim của anh em thôi là trợ được duyên cho bé để có một tương lai sáng hơn thật sự luôn. Và bé bây giờ là cũng đang một suy dinh dưỡng như các bác, không phải là bé cao thì là một cái tỉnh rất là nhỏ thôi, nhưng mà quý khán giả có thể thấy là bây giờ thì anh em cũng lên rất là nhiều thước phim với những cái câu chuyện kỳ lạ, những cái câu chuyện rất là độc lạ, thậm chí là những câu chuyện mà anh em chưa bao giờ tưởng tượng được và chưa bao giờ dám nghĩ đến. Nhưng con người thì bất cứ đâu cũng vậy thôi, có những người này người kia, và tất cả những cái gì anh em mình có thể làm thì anh em mình sẽ cố gắng. Còn đâu thì chia sẻ lên đây cũng hy vọng là các bé được mạnh khỏe, và đặc biệt hơn nữa là mong rằng các nhà hảo tâm và các bác sĩ có tay nghề cao có thể chữa được, nhìn thấy được tình hài của bé và muốn phát tâm muốn giúp cho bé thì hãy kết nối với anh em để anh em có thể giúp đỡ và điều trị cho bé một cách tốt nhất. Thế thôi nhé, các chú đi về nhé. Đây hôm nay chú đến thì có một ít sữa với cả cùng mì tôm tặng các bạn đấy nhé. Chú cũng không có nhiều nhé. Đấy, đây chú và mì tôm chú để đây nhé. Thế thì cất đi nhé. Đấy, cho em gái này này uống ít sữa ít thôi nhé, không được uống nhiều nhiều lúc, không được uống thay thế. Cái này ngày mai mới uống nhé. Ngày mai uống rồi ngày mai uống nhớ chưa, không được uống nhiều. Cả ba anh em, hai cậu anh thì rất là kháu khỉnh và ok. Thì em gái thì lại không may là có thể cái này sẽ là một cái đòn bẩy để sau này bé trở thành một nhân vật vĩ đại nào đấy, trở thành một con người nào đấy. Anh sau này lại có Phạm Viên Đông được tuyên dương người hỗ trợ bé hiểu ấy các kiểu gì đấy vinh danh. Nhá, thế hy vọng là một điều vinh diệu nào sẽ đến với bé. Thôi anh em mình kết thúc video đây. Đây chắc chắn là những cái bữa ăn tinh thần mà quý khán giả có lẽ là chưa được xem ở đâu cả. Nếu mà quý anh em mình thì ủng hộ một lượt đăng ký và chia sẻ mọi người nhé. Hôm nay thực sự là đến cũng chẳng có gì đâu, tiếp tục là đi trao một thùng mì tôm mà anh Tuyên có mua ít sữa lên để thăm các bé. Anh em mình cũng rất là tò mò về cái điều này. Ở đây thì anh Đông đã hỗ trợ rất là nhiều rồi, nên là mọi người cứ yên tâm là không phải là bọn anh em mình chỉ đến quay lấy view lấy nọ kia, anh em mình cũng chẳng cần mấy cái view. Muốn là muốn chia sẻ và muốn nói rằng là hoàn cảnh này rồi là bất cứ hoàn cảnh nào ở cái thôn này cũng đã được bên anh Đông hỗ trợ rất là nhiều rồi. Một người tuyệt vời của vùng cao đấy, đi từ Hải Phòng lên đây hỗ trợ bà con vùng cao rất là tuyệt vời luôn. Thôi anh em mình kết thúc cái video đây, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi nhé. Nếu mọi người thấy ở đâu có cái câu chuyện gì mà nó hay, nó độc lạ, mọi người có thể chia sẻ với anh em mình ở phía dưới, hoặc là có thể alo để anh em mình đến chia sẻ. Rồi, chào tạm biệt mọi người trong những cái video tiếp theo.